Chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay xin phép được giới thiệu đến mọi người mẫu mai bình tích lộc. Đây là một cái bình phong thủy chiêu tài tích lộc, mang đến vận may cho chủ nhân sở hữu. Với cái mẫu sản phẩm này được vẽ hình ảnh là thuận buồm xuôi gió và công danh phú quý. Đây là hình ảnh một con thuyền đang ra khơi rất là thuận lợi, có cả hướng gió lẫn cả hướng nước để đưa con thuyền ra khơi nhanh nhất. Và cũng như trong cuộc sống của chúng ta, với cái cầu mong là mọi cái điều trong cuộc sống như là công việc hay là mọi thứ đều được suôn sẻ thuận lợi, thì đấy là hình ảnh con thuyền buồm đang ra khơi, về cái ý nghĩa của cái hình ảnh của con thuyền. Và sang đến hình ảnh công danh phú quý, về cái ý nghĩa của hình ảnh công danh phú quý là chim công thì là biểu hiện cho sự phú quý giàu sang và sung túc về của cải, và thể hiện cái địa vị quyền lực trong xã hội. Đấy cũng là những điều mà trong cuộc sống ai cũng mong muốn, có cả tiền tài này, gia đình ấm no hạnh phúc và địa vị trong xã hội. Và cái mẫu này thì được thiết kế cái nền ở bên trong cảnh là nền vàng này, ở bên ngoài là màu xanh đen. Và chất liệu sản phẩm này là hàng sứ Bát Tràng Việt Nam, hàng sứ loại đẹp, sứ trắng. Âm thanh rất là đanh nhé. Và tất cả cái họa tiết trên sản phẩm này đều là vẽ thủ công bằng tay hết, và sản phẩm này đã được vẽ vàng 24K, rất là sáng bóng. Mẫu này là mẫu nhị cảnh, như vậy chúng ta trên một sản phẩm chúng ta có thể bày được hai kiểu khác nhau, hoặc là ví dụ như với những cái không gian mà thông thoáng ấy, mà chúng ta không bày sát tường, thì chúng ta nên lựa chọn những cái mẫu nhị cảnh như thế này để chúng ta có thể đứng đằng trước bình cũng nhìn được cảnh, mà đứng đằng sau bình cũng nhìn được cảnh. Cái hay của mẫu nhị cảnh là như vậy, hai cảnh riêng biệt và hai ý nghĩa riêng biệt trên một sản phẩm. Với những cái sản phẩm vẽ vàng như thế này thì chúng ta lưu ý là việc vệ sinh của sản phẩm thì cũng cầu kỳ. Chúng ta sử dụng những cái chổi lông như này mềm này, chúng ta lau qua bụi này, hoặc là những cái rẻ thật mềm để chúng ta lau qua, bởi vì bản thân là cái vàng này là được vẽ ở bên ngoài men nhé. Nhiều người thắc mắc là cái vàng này lâu ngày nó sẽ bị mất hay không, bị bay hay không, thì bản thân cái vàng này nung ở nhiệt độ 800 độ C rồi thì là cái vàng này nó sẽ không bay, mà nó sẽ bóng như thế này mãi này. Nhưng mà mọi người lưu ý nhé, bản thân vàng là vẽ ở bên ngoài men nhé. Vì vậy là nếu như mà chúng ta dùng những cái vật sắc nhọn này, thô ráp mà chúng ta ma sát nhiều thì nó rất dễ dẫn đến tình trạng là bị xước vàng hoặc là bị mờ mất vàng, bởi vì là ma sát nhiều nó sẽ bị ma sát, nó sẽ bị cọ mất những cái vàng này đi. Thế nên là mọi người lưu ý cứ dùng những cái chổi lông mềm như thế này, chúng ta phẩy thì nó sẽ không ảnh hưởng. Còn nếu mà dùng những cái vật sắc nhọn mà rẻ, mà cứng, thô ráp, chúng ta mà cứ ma sát nhiều là vàng nó sẽ bị mờ. Và nếu mà những cái mà nó còn nhọn, sắc nhọn thì nó còn bị xước vàng nữa. Còn những cái màu mà xanh đỏ vàng như thế này là nó sẽ không bao giờ bị phai mờ nhé. Cái màu xanh đỏ vàng này là màu bên trong men rồi, nó là màu bền vĩnh cửu. Đây là một cái sản phẩm chưa vẽ vàng để mọi người có thể tham khảo này. Đây là sản phẩm chưa vẽ vàng, chúng ta so sánh. Đây, ví dụ như cái sản phẩm này thì chúng ta thoải mái, không sợ bị xước hay là bị mờ hay là bị mất họa tiết gì cả. Còn sản phẩm vẽ vàng thì chúng ta vệ sinh phải cẩn thận hơn. Đấy, tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều ship toàn quốc nhé. Nếu như quan tâm thì mọi người có thể liên hệ đến số điện thoại mình đang gắn ở bên trên video. Bên hông của sản phẩm này. Cầm rất là chắc tay, độ bóng, độ sáng thì đẹp thì không phải nghĩ. Với những cái sản phẩm như này chúng ta bày trí trong nhà, về mặt thẩm mỹ thì rất là sang, rất là đẹp. Về mặt ý nghĩa thì như mình vừa nói, về cái ý nghĩa cũng rất là ý nghĩa và sâu xa nhé. Và chiều cao là 51 này, cao là 51, cái vanh bụng này là 99 này, vanh bụng là 99, 89, cái vanh bụng này là 89 cm. Lấy cái 89 chia cho 3,14 nó sẽ ra được cái đường kính bụng của sản phẩm. Bây giờ mình sẽ quay sát chi tiết vào để chúng ta cùng nhìn được rõ nhất cái sản phẩm này nhé. Chiếc bình mai bình tích lộc. Hiện tại thì mình đã quay sát vào sản phẩm để chúng ta có cái nhìn rõ nhất. Ở cái mẫu này thì ở dưới chân được thiết kế là hình ảnh những cái cánh hoa sen màu hồng. Đây là dưới chân này, được thiết kế hình ảnh những cái cánh hoa sen này. Ở trên được vẽ hình ảnh là chim công và hoa mẫu đơn. Chim công và hoa mẫu đơn nhé. Một cặp công, đây là chim công mái này. Chim mái thì e ấp ở trên cạnh những cái bông hoa. Trống, chim trống thì với cái dáng đứng rất là oai vệ này, xòe rộng đuôi. Đấy, chim trống. Nền được vẽ hình ảnh kỹ những cái bông hoa nhé. Và đây là bên hông thì được trang trí họa tiết những cái bông hoa, những cái cánh hoa. Hoa sen này, hoa mẫu đơn này. Sang đến mặt bên này là hình ảnh là thuận buồm xuôi gió. Đây, hình ảnh thuận buồm xuôi gió. Một con thuyền đang ra khơi đây. Mọi người cùng nhìn nào. Bên trên này được trang trí họa tiết là hoa đào. Mọi người cùng nhìn kỹ vào cái họa tiết ở trên sản phẩm này. Đây là dưới đáy của sản phẩm này, hàng đất trắng này, đáy nó trắng tinh. Cái phần dưới đáy này là chưa có men thì nhìn nó sẽ là trắng lì nhé. Trên miệng đây, miệng này của nó trắng bóng, miệng đã được phủ men rồi thì nó sẽ trắng bóng. Xin chào mọi người, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Mình làm một kênh YouTube là kênh Gốm Sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh và tham khảo rất nhiều những cái sản phẩm mình đã làm thành video chi tiết để mọi người có thể xem và hiểu rõ hơn nữa về những sản phẩm mà các bạn có thể là đang quan tâm. Nếu như mà xem xong những cái video của mình mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào. Và đây là đối với cái sản phẩm mà đang tô màu sắc xanh đỏ vàng. Đây các bạn nhìn thấy cái phần cổ chim công thì có cái màu xanh. Và xin nhắc lại với mọi người, đây là cái màu chứ không phải là men. Đây là màu. Như vậy để tạo thành một sản phẩm bình sứ vẽ tay Bát Tràng thì sản phẩm sẽ phải trải qua khá là nhiều công đoạn để có thể tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh để gửi đến tay khách hàng. Đây là đang tô cái màu da cam. Và đây là một cái sản phẩm khi đã hoàn thiện phần tạo hình và tô màu cho sản phẩm. Đây là một sản phẩm khi đã hoàn thành. Và sau khi mà đã hoàn thành thì đây là cái sản phẩm đã được full men. Đây là cái lớp men sau này nó sẽ trở thành trong suốt và có độ bóng trong cao. Và mọi người nhìn thấy cái men này, nhìn sát vào. Đây là cái sản phẩm đã được full kín men rồi. Sau khi nung ở nhiệt độ 1300 độ C thì sản phẩm sẽ thành cái sản phẩm bình sứ với cái chất men cực bóng và sâu. Bây giờ mình sẽ quay sát vào cho mọi người cùng nhìn đấy. Đây là cái men này. Đấy, mọi người nhìn thấy cái men của nó chưa? Và nhìn thấy những cái đường vân họa tiết vẽ vẫn còn được nổi hằn lên bên trên cái chất men này. Cái men nó sẽ bông bông như cảm giác như là những một lớp bụi. Và đây là sản phẩm sau khi đã hoàn thành nung ở nhiệt độ 1300 độ C thì sẽ cho ra những cái sản phẩm như các bạn đang nhìn thấy ở trên kệ kia. Mình làm video với mục đích là giúp tất cả mọi người có thể phần nào hiểu rõ được hơn nữa về cái quy trình sản xuất sản phẩm gốm sứ Bát Tràng. Và sau khi mà đã làm hoàn thành sản phẩm thì đây là công đoạn vẽ vàng lên bên trên một chiếc bình sứ. Thì tại như chúng tôi hay gọi là vẽ vàng là bởi vì là người ta sẽ vẽ thủ công cái vàng nước lên bên trên cái bình sứ. Cũng là phải công đoạn vẽ thủ công. Như vậy để tạo ra một sản phẩm vẽ vàng thì sẽ phải trải qua 2 lần lửa và 2 lần vẽ tay. Đây là cái vàng nước. Vàng ở cái thể trạng nó là trạng lỏng. Khi mà nung ở nhiệt độ 800 độ C thì vàng nó sẽ cô lại và nó sẽ rất là bóng sáng. Đây các bạn nhìn thấy vẽ tay, hoàn toàn đều vẽ tay rất là chi tiết và tỉ mỉ. Như vậy sau khi xem xong video này thì chắc hẳn mọi người đã phần nào có thể hiểu rõ hơn nữa về cái quy trình để tạo ra được một cái sản phẩm bình